Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Amy Family, cuộc sống Mỹ du thà của mình. Video hôm nay, chồng mình sẽ đích thân nhuộm tóc cho mình. Và bây giờ mời các bạn cùng dõi theo xem kết quả như thế nào nha. Lúc này là chồng mình đang xúc Vaseline lên cho mình vì mình mới vừa thêu chân mày ngày hôm qua. Xăm chứ phải theo hả? Mày xăm chứ phải theo hả? Mày xăm chứ phải theo hả? Theo đó, gặp. Gặp từng đường nó chét mực vô đó, ghê không? Ê ông, sợ đau. Cười cái cây. Cười. Yêu mẹ không? Dạ, yêu mẹ. Yêu nhiều không? Dạ, yêu. Chưa ngắm chân chụp vàng này lắm á. Tình tình, chồng mình làm cho mình thành na cha nè. Bây giờ chồng mình sẽ chia tóc mình ra thành từng nhánh nhỏ, rồi sau đó sẽ bôi thuốc nhuộm tóc vào. Màu tóc hôm nay mình chọn là màu nâu nha các bạn. Và đây là lần thứ hai mình nhuộm tóc. Lần đầu tiên mình nhuộm tóc cách đây 3 năm và mình chọn màu vàng. Nhưng mà do tóc mình đen quá hay sao á nên không có lên màu. Tóc mày dài quá. Và hôm nay mình sẽ chọn màu nâu để xem coi có lên màu không nha. Cái sợi chỉ nó ướt nhẹt hết đi. Good job. Có Kiwi cũng đỡ lắm ha ba ha. Kiwi cười đi. Cười. Trời đất ơi. Cười. Cười. Thôi đừng có lóc chóc quá, nhẹ nhẹ thôi. Tóc em dài quá, dài rồi đúng không? Vậy hả? Để sao con nữa? Mày cầm giùm ba ngay. Cái này hả? Ừ. Chó con nó này con còn nhiều lắm nè ba. Mày thấy nó còn nặng là nhiều. Ừ, từ từ. Mày đụng chưa? Nằm xuống nó đợi đi, nằm xuống nó đợi đi. Tự đắp đi, mày bận rồi. Thấy xong rồi đợi nửa tiếng đồng hồ sao mới ăn màu á. Thank you.
tắt luôn nha ba hả? Ước không? Kêu dẹp cái gói này để té em. Dẹp cái gói dục xuống dưới đất đi. Dục cái xuống đất, dục. Rồi, chảy cái này ra. Rồi lên cho nó ấm cái đít. Rồi đứng lên chơi đi, đứng lên. Đi vô trong đồng Đông Sơn nè. Ngủ nè, ngủ nè. Xong hả? Đều chưa? Kể cứ ấy đi đồng hồi còn dư người chế vô chỗ nào thấy không đều. Bố nó ra đi kìa. Tên 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 I love you daddy. Sao nữa Kiwi? I love you daddy. Sao nữa Kiwi? My dear sweet daddy. Kiwi hát I love you daddy đi. I want you daddy. Ngồi xuống. I want you daddy. My dear sweet daddy. You make me happy when I am sad. I want Sinh you daddy. Cùng giấy ra dưới gần bàn mà. Chết chưa? Mỗi nắng nóng thì sẽ sẽ mát thôi. Sẽ ấm rồi, sẽ ấm rồi. Ấm thật, ừ, sẽ ấm lắm. Sẽ tóc. Rồi, con lại kia đi. Ừ, lại kia nằm ngủ đi. Không thấy màu luôn á. Rồi cô thì nó mới lên màu. Phải không?
dưới đuôi nó còn nước không ba? Mày bỏ cái khăn ra được chưa? Chưa. Chưa hả? Ba đang làm cái gì? Ba đang quạt. Gì? Quạt tóc dài. Tóc dài. Quạt tóc dài. Dài đây. Ba quạt tóc dài. Ba quạt tóc dài. Ba làm tóc cho mẹ. Ba quạt tóc cho mẹ. Dạ. Ba quạt tóc dài cho mẹ. Ừ. Đây là tóc của mình. Nó có màu nâu nâu đỏ đỏ. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình. À, nếu các bạn thấy thích video này, vui lòng hãy cho mình một like nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.